bạn có đang đau đầu trong việc tìm kiếm một nguồn khách hàng mới hay không? Bạn có đang đốt tiền trong việc chạy quảng cáo nhưng nó không hiệu quả? Bạn có khao khát sở hữu một chiến lược để tạo ra nguồn khách hàng vô tận cho doanh nghiệp của bạn hay không? Nếu muốn, bạn hãy gặp tôi, nhà huấn luyện của Action Coach Henry X Huy. Tại Planning Bootcamp 33 đợt này, tôi sẽ chia sẻ chủ đề Roundtable, cánh cửa thần kỳ, mở ra nguồn khách hàng vô tận cho doanh nghiệp của bạn. Hãy đăng ký ngay để chúng ta gặp lại tại Planning Bootcamp 33 đợt này nhé.